chúng tôi thuộc chương trình văn hóa Nhân bản Lạc Việt. Hôm nay chúng tôi được gặp ông Phan Kỳ Nhơn là chủ tịch Liên đoàn cử tri Mỹ gốc Việt. Vậy thì còn 3-4 ngày nữa thì bầu cử, thì ông có điều gì muốn nói với đồng hương trong cái cuộc bầu cử năm nay? Thưa toàn thể đồng hương và đặc biệt là đồng hương ở hải ngoại, ở trên đất nước Mỹ. Thời chỉ còn mấy ngày nữa, bữa nay là 3 tây rồi, 8 tây chúng ta bầu cử. Và những người bầu khiếm diện thì cũng đã nhận được phiếu khiếm diện rồi. Và cố gắng chúng ta gửi từ đây cho tới ngày bầu cử. Và nếu mà trường hợp đồng hương mà không bỏ kịp thì cầm cái phiếu khiếm diện trong ngày bầu cử 8 tây đó, và ở địa điểm nào gần thùng phiếu gần thì chúng ta đến bỏ cũng có giá trị như thường. Trở lại vấn đề bầu cử, thì đồng hương thấy rằng chúng ta ở hải ngoại này, đối với người Việt tị nạn cộng sản chúng ta, cái điều quan trọng là chúng ta làm thế nào để mà lựa lọc đưa một người không có khuynh hướng bao che cho cộng sản, đưa những người không có cái tư tưởng làm lợi cho chế độ cộng sản, thì chúng ta lựa lọc ở đây vấn đề đó mà chúng ta để mà quyết định cái lá phiếu của chúng ta. Qua kinh nghiệm trong suốt thời gian dài, chúng ta rất đau khổ khi mà đưa một người có khuynh hướng theo cộng sản như Hoàng Duy Hùng ở Texas cũng như Madison ở trên Bắc Cali, thì chúng ta rất là đau đớn. Do đó thì bầu cử này chúng tôi tha thiết kêu gọi đồng hương đi bầu thật đông, nhưng mà phải sử dụng cho đúng cái lá phiếu của mình, cho đúng. Đối với cấp địa phương, đặc biệt là ở chúng ta ở Orange đây, thì đồng hương thấy là chúng ta có nhiều dân cử, nhiều ứng cử viên gốc Việt ra ứng cử lắm, nhưng mà chúng ta phải lựa lọc những người nào thật sự có tinh thần dân tộc, bởi có tinh thần vì mọi người, chứ không nhiều hầu hết những người họ ra ứng cử họ chỉ muốn lấy cái danh để từ cái danh đó họ mưu đồ cái riêng tư, cái quyền lợi của họ, đó là điều hết sức quan trọng. Thưa đồng hương, trong cuộc bầu cử này Việt Cộng bỏ ra hàng triệu để mà đưa người của nó vào, vận động đưa người của nó vào, được vào dòng chính để chúng ta lũng đoạn và khuynh lót theo đường hướng của Việt Cộng trong tương lai. Do đó chúng tôi tha thiết mời gọi đồng hương đi bầu, nhưng mà phải suy xét cho cẩn thận người nào mà có tinh thần, có sinh hoạt trong cộng đồng chúng ta bầu. Còn những kẻ mà ở đâu từ trên trời rớt xuống, chúng ta không biết cái phía sau nó là ai, không biết người này từ đâu đến, thì chúng ta không nên bầu cho những người đó. Những người đó mình chưa xác định được lập trường của họ như thế nào. Điều cần thiết là làm thế nào lựa lọc để không được đưa một người có khuynh hướng bao che cộng sản, có khuynh hướng thi hành nghị quyết 36 để mà vào dòng chính. Đó là điều rất nguy hiểm cho chúng ta, thưa đồng hương. Dạ thưa, trở lại với cuộc bầu cử tổng thống thì giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ thì cái dư luận chung thì họ nói là cuộc bầu cử này là có những cái chuyện mà đánh nhau rất là bẩn thỉu và bới móc cá nhân, chứ không có nói về vấn đề mà chính sách của nước Mỹ như thế nào. Nhưng mà thực sự đó thì trong một cái nhìn khác thì chỉ có nước Mỹ mới có những cái chuyện mà báo chí mới có quyền phanh phui những cái chuyện mà bê bối của cá nhân này với cá nhân kia để cho cử tri chọn lựa thôi. Chứ còn trong những cái nước mà gọi là độc tài như Cộng sản chẳng hạn thì cái chuyện bê bối rồi chuyện tham nhũng, chuyện ăn cắp, chuyện ăn cướp tài sản của dân chúng rồi chuyện mà mèo chuột thì nó đầy rẫy, mà nó coi như là hiển nhiên rồi, chứ đâu có phải là như ở bên này. Thì ông Phan Kỳ Nhân nghĩ làm sao? Thì cái chuyện đó phải nói là nó chỉ xảy ra ở trên đất nước Mỹ. Điều đó nói lên cái gì? Điều đó này, đó là cái quyền tự do của mỗi người được quyền nói và được quyền làm. Thành ra cái chuyện đó là tôi nghĩ rằng chỉ có trên đất nước Mỹ thôi, chứ còn đặc biệt như ở Việt Nam
nói ở Việt Nam thì Việt Nam làm gì có bầu cử được tự do như vậy. Thành ra chúng ta đừng nói tới Việt Nam nữa. Việt Nam nó là một nước cộng sản mà chúng ta biết rồi. Cái bọn chống bu của Việt Nam này hiện tại là tay sai, là chó săn của Tàu Cộng mà thôi. Thành ra chuyện đó thì chúng ta sẽ đề cập tới một vấn đề sau. Trở lại vấn đề ở trên đất Mỹ này, dù chúng ta bầu cho Cộng Hòa hay bầu cho Dân Chủ thì sự thật đảng nào nó cũng vì quyền lợi của nó mà thôi, chứ không có vì cái cá nhân nào. Thành ra chúng tôi nghĩ trong cái cuộc tranh luận giữa đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ, giữa hai người ứng cử viên ra ứng cử đó, thì chúng ta thấy là nó vạch trần những cái điều mà có thể nói là nó xấu xa tệ hại, nhưng mà đó là cá nhân. Sau lưng họ là ai? Sau lưng họ là cái đảng của họ, là đảng Cộng Hòa, và sau lưng họ cũng là đảng Dân Chủ. Thành ra chúng ta bầu cho ông Trump không có nghĩa là chúng ta bầu cho cá nhân Trump, mà chúng ta bầu cho cái đảng Cộng Hòa. Mà bầu cho bà Hillary Clinton thời cũng vậy, là không có nghĩa là bầu cho cá nhân bà mà bầu cho đảng Dân Chủ. Xin cảm ơn ông. Và cái câu chúng tôi xin ông kêu gọi đồng hương đi bầu cử là như là một cái lời kết luận của cái cuộc phỏng vấn này. Dạ đúng rồi, chúng tôi mời gọi đồng hương cố gắng, ai bầu khiếm diện thì phải bỏ thùng thơ, và nếu đặt giả sử không kịp thì đồng hương trong ngày bầu cử có thể đến ngay thùng phiếu nào mà gần ngày 8 đó, gần nhà mình bỏ cũng được. Và chúng tôi kêu gọi đồng hương, nhất là người Việt chúng ta, cố gắng đi bầu thật đông kỳ này, vì tất cả những cái ứng cử viên kỳ này ra, đặc biệt là thành phố Westminster, người Mỹ muốn nắm lại cái chức thị trưởng của thành phố Westminster, không để cho người Việt Nam nắm từ hai nhiệm kỳ nay. Đây là việc mà người Việt chúng ta cũng phải sáng suốt mà để giải quyết chuyện này. Thưa anh Dạng. Vâng, xin cảm ơn ông. Cảm ơn.